Supersale.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm với tất cả các bạn một clip, đó là về vị tướng Kera các bạn nhé. Kera ở phiên bản này thì nó còn xuất hiện rất nhiều trong các giải đấu và thậm chí trong các rank cao là chiến tướng và thách đấu rất là nhiều. Cho nên clip này mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn một số lưu ý khi các bạn chơi Kera ở mùa 21 này các bạn nhé. Kera là một vị tướng đương nhiên rồi, nó sẽ là một vị tướng phụ thuộc vào chiêu 1, chiêu 2 rất nhiều và đặc biệt rằng phụ thuộc vào bộ combo chính xác của nó. Miễn rằng các bạn chơi Kera không cần biết như nào, nhưng miễn chiêu 1, chiêu 2 các bạn biết được cái nội tài của nó dồn đúng và đánh đúng cái nội tài nó thì cái lượng sát thương của Kera cực kỳ khổng lồ. Đây, cái phá này thì cái thằng mid mình đang đánh nhau thằng mid nó thì mình sẽ ra tận dụng phòng bắn lính nhá, còn không nó quáng đấy các bạn này. Đây, ui rồi chiêu 2 rồi, đủ combo rồi, một em ngon lành chưa. Tự nhiên ra có một cái màng nó rất là ngon nữa các bạn nhá. Đấy, những cái phá đấy thực sự là nếu mình không ra được mid thì cái thằng đái rắc nó cũng đầm nhau với cái thằng tu lem, thậm chí chết thì của lính của nó có farm đâu. Cho nên cái pha này mình sẽ đã tận dụng farm cái lính mid các bạn nhá. Rồi còn Kera thì các bạn nhìn này, bất kể các bạn chơi bất kỳ một vị tướng gì đi chăng nữa, chúng ta không có một cái đường gánh cố định nào hết. Không phải cái nhất thiết farm sóng sẽ gánh đường rông, farm sóng sẽ gánh đường top, hay là farm sóng để gánh đường gì cả, mà tất cả các vị tướng chúng ta chơi chúng ta sẽ nhìn trên bản đồ con các bạn nhá. Chẳng hạn cái pha này này, mình sẽ đi xuống ghẻ ở cái đường này một chút bởi vì cái lính ủi phí quá anh em ơi. Rồi đấy, rồi nói chung là cái giai đoạn này farm thì mình chả khác cái thằng spe mà các bạn, farm rất là ít vàng nên mình cảm thấy tiếc lính mình bị xuống thôi. Rồi mình sẽ nhìn trên bản đồ con này, đường mid hiện tại chưa có vấn đề gì hết và đường trên vẫn như vấn đề gì hết, nhưng con rồng nó ra rồi thì mình sẽ từ thằng Nagaroth đấy rồi, Nagaroth đấy rồi, mình sẽ đi gánh phản gánh cái pha này các bạn nhá. Đấy, đơn giản thôi các bạn, nếu không gánh được này thì mình sẽ quay trở lại mình farm con bua xanh của mình. Đây, mình sẽ lao vào combo này 1-2 này. Đấy, ủi trật chưa, 1 rồi, không sao, mình đã còn lại một combo tiếp. Đấy, không sao, mình đủ đá. Đấy, rất là đơn giản các bạn nhá. Rồi, cách thức hoạt động của Kera dành cho bạn nào chưa biết các bạn nhá. Cái lượng sát thương to nhất của vị tướng Kera này đến từ chiêu 1. Chiêu 1 của nó làm thế nào để to? Khi chiêu 1 trúng một vị tướng thì chúng ta, khi dùng chiêu 1 trúng thì chúng ta sẽ những đòn đánh kế tiếp nó sẽ được cộng dồn vào chiêu 1. Cho nên chiêu 2 nó sẽ được bắn 3 lần. Và nôm na đang đủ một bộ combo của nó thì chiêu 1 xong chiêu 2 bắn đúng 3 lần nội tài chiêu 2 thì cái lượng sát thương chiêu 1 rất là khổng lồ. Đấy là cách dồn sát thương tuyệt đối của vị tướng Kera các bạn nhé. Cho nên cách dùng chiêu 1 trước hoặc chiêu 2 trước nó cũng tương đồng lượng sát thương như nhau, miễn là các bạn trúng chiêu 1 thì các bạn mới được đánh vào vị tướng đấy, thì các bạn mới có được sát thương tuyệt đối của vị tướng Kera. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình cái điều về combo đấy. Kera được một combo để thôi, mà có đúng 2 combo thôi. Một là dùng chiêu 1 chiêu 2 trước chiêu 1 thì cái khoảng cách các bạn phải là gần về đối phương. Còn nếu khoảng cách xa mà các bạn không có cách nào để tiếp cận đấy thì các bạn hãy dùng chiêu 2 trước, dùng chiêu 2 rồi chiêu 1 thì nó sẽ được tăng thêm gấp đôi khoảng cách. Thì chúng ta sẽ dùng những cái tình huống gọi là những tình huống tím địch nó xa mà mình có thể bắt được. Và cái bộ combo để thương chúng ta hay sử dụng xịt, bởi vì rằng bởi vì chúng ta dùng chiêu 2 sáu mạnh mà chúng ta đánh luôn mất cái nội tài đấy thì khi chúng ta dùng chiêu 1 chúng ta rất là yếu, hầu như sẽ không có lượng đam to. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình, bắt buộc phải dính chiêu 1 chúng ta mới được gây đam vào thì nó mới có cái lượng đam tuyệt đối của vị tướng Kera này. Chiêu 3 thì các bạn biết rồi, nó chỉ phụ trợ cho mình tàng hình và khi hết hiệu lực chiêu 3 thì nó sẽ được hồi một bộ combo lại. Cho nên các bạn hãy cân nhắc. Có một cái mẹo tiếp là khi hiệu lực chiêu 3 gần hết thì bắt buộc các bạn sẽ phải dùng hết tất cả chiêu 1 chiêu 2 để cho nó quay trở lại chỉ đủ đếm hồi giây, để khi hết chiêu 3 một phát các bạn sẽ được hồi một bộ combo ngon lành để các bạn chơi luôn. Đấy, rồi mình sẽ xuống hỏi thăm anh Arthur này một cái nào. Đâu rồi, chiêu 2 chiêu 1 này, 2-1. Rồi đánh vào đấy, chưa kịp đánh kích hoạt chiêu 1 thì kích hoạt chiêu 1 chưa đánh hết rồi đã chết rồi các bạn. Đấy, chiêu 2 chiêu 1 bắt buộc các bạn dùng combo nào đi chăng nữa mình không biết, nếu xịt chiêu 1 đồng nghĩa các bạn không có sát thương. Rồi cái phá này tụ lên. Rồi, ui sổ, dễ các bạn, cảm giác dễ dàng nha. Rồi mình sẽ rẻ vào đường rừng rồi nhá. Thằng ghi đú này, ui trật chưa một, trật chưa một hết sát thương thôi. Đấy, vừa nói xong. Rồi băng xương cái phá này, ui dồi ôi. Đừng ý mình em ạ. Ui sổ,
Nói chơi kiểu đừng nghĩ thế này thì chịu anh em nhá. Đấy, cái ra thì mình hy vọng anh em chú ý cho mình một điều thôi. Người chơi tốt hay không tốt thì quan trọng nhất đó chính là cái chữ một. Chữ một của nó thực sự đến mình mới nói lắm. Dễ thì cũng rất là dễ. Dễ với những người quen mà khó với những người lạ lầm. Cho nên các bạn phải luyện tập chữ một. Luyện tập như nào? Luyện tập cái khoảng cách của nó. Cái khoảng cách chữ một nó chữ một của nó khá ngắn. Cho nên các bạn phải làm thế nào vào chữ một của đối phương thật là chuẩn. Khi các bạn dùng chuẩn chữ một thì các bạn đánh cái kiểu gì nó cũng có đám các bạn ạ. Đánh kiểu gì nó cũng có đám. Rồi, đó là cách về những chiêu thức và những lưu ý các bạn nên nhớ nhé. Còn cái tiếp theo, bây giờ là cái rửa game thôi. Thì đó chúng ta sẽ một cái bài toán là bài toán cắn sát thương thì không thể nào thiếu hụt được. Trong bản trận đấu này, Violet, Tulen, Nagaroth là ba vị tướng mà hiện tại bây giờ mình có thể bắt lẻ trong một combo nó sẽ chết. Thì như thế nào ạ? Thì đơn giản thôi, mình sẽ di chuyển làm thế nào để tìm ba vị tướng đấy để chúng ta kết liễu nó trong giai đoạn rửa game. Nôm na là bắt lẻ. Đấy, thì mình sẽ từ mình thấy thằng Na với thằng ấy rồi. Đây bật chiêu 3 lên. Khả năng nó thấy mình rồi. Đây, thằng Violet đấy là một em. Chết rồi, kích hoạt cho một ra đi. Đấy, đơn giản chưa? Hồi combo. Thằng nào lao lên. Đấy. Các bạn thấy chưa? Mình luôn luôn phải gọi là xác định đúng mục tiêu để chúng ta vào. Giai đoạn đầu game thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ ưu tiên những mục tiêu mình giết dễ nhất, nhanh nhất. Chứ bởi vì đầu game là gì của đám để mà kết liễu combo đâu. Thì chúng ta phải tìm những vị tướng nó thấp máu nhất chúng ta chơi. Chứ đừng, các bạn đừng đi tìm những vị tướng phun máu nhé. Bởi vì cái bộ combo của nó không thể nào kết liễu một đối phương phun máu ở giai đoạn đầu game được. Mà lỡ sử chúng ta bị trả ngược lại sát thương là chết. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình cái điều đấy. Đấy, phải cắn sát thương, phải biết được cái giai đoạn nào mình nên vào những vị tướng nào. Giai đoạn nào nên vào những vị tướng nào. Cái ra là một vị tướng rửa game và lết game, nó không cần thiết phải vào những vị tướng máu giấy. Không, quên, nhầm. Không cần thiết vào những vị tướng máu gần chết, mà nó sẽ vào những vị tướng chủ lực như là Violet, như là Nagaroth, như là thằng Tulen. Chắc chắn Nagaroth, tại vì sao mình nói vậy? Nagaroth một combo zone là chết, nhưng bắt buộc phải dính chiêu 1 anh em nhé. Hãy nhớ mình vô đấy nhé, dính chiêu 1. Rồi, mình sẽ nói thêm một chút về chiêu 2 anh em dễ hiểu này. Chiêu 2 nó có một cái hay ấy, khi các bạn dùng chiêu 2 được im thì các bạn sẽ được tăng hình và không bị gây đám trong vòng 1 giây. Thì chiêu 2 này nó có thể outplay rất nhiều tình huống. Chẳng hạn khi nào có cơ hội dùng thì mình sẽ dùng. Rồi, cái pha này để Violet nhá. Thằng Violet đằng này ưu tiên thằng chủ lực của nó này. Rồi, Violet chết. Rồi, thằng Guido 1. Ôi dồi ôi, lại đứng im ạ. Cái thằng này ghét thật. Ôi băng sướng phát anh em ơi. Chiêu 1, chiêu 2 đứng im này. Đứng im. Đấy, thấy chưa? Từ chết chưa? Đỉnh của chóp ạ. À. Đấy. Thì tất cả những gì mình nói trong clip này thì hầu như tất cả những kinh nghiệm của những người chơi rank thách đấu rồi. Còn các bạn chỉ thua xa một cái những người thách đấu nó thua cái gì ạ? Thua cái di chuyển. Chúng ta thua cái di chuyển. Đấy. Còn nếu các bạn mới chơi được trong những cái mình nói ấy, combo zone trúng này, chiêu 2 đứng im trong mọi tình huống như outplay này, chiêu 3 thì khi gần hết kết thúc chiêu 3 thì chúng ta phải dùng hết chiêu 1, chiêu 2 để hồi combo hết, chậm hết luôn, không còn gì hết. Đấy, đấy là cái đó. Đơn giản chưa? Rồi combo thì có hai combo này. Thứ nhất là dùng chiêu 1 trước, thứ hai là dùng chiêu 2 trước. Đấy, thì như vậy thôi. Tất cả những cái người chơi rank thách đấu tốt nhất Việt Nam nó chỉ như vậy thôi, chỉ hơn chúng ta ở cách di chuyển và thêm một chút nữa, đó là cách ra vào combat tổng nữa. Đấy, thì nói chung là hôm nay mình sẽ gọi chung là di chuyển. Thì di chuyển này gọi là trong cái kỹ năng của mỗi người và mình không thể nào hướng dẫn các bạn được, bởi vì trong mỗi trận đấu nó có thể xảy ra hàng nghìn cái di chuyển khác nhau. Chúng ta không thể gọi là phút thứ này phải di chuyển lên đường A, đường B, đường C. Không bao giờ có nhá. Đấy, cho nên cái đây mình không thể hướng dẫn các bạn được, mà mình chỉ có là chỉ cho các bạn bằng cách là cái mắt các bạn phải luôn luôn để ý. Và hầu như trước đây mình nói rồi, khi mình chơi ấy thì cái mắt của mình để ý đến mà đâu có tầm 70%, chứ không ai chú ý vào cái màn hình chính này nữa đâu các bạn ạ. Bản đồ con là cái bản đồ nó chúng ta phải chú ý nhiều nhất. Đấy, chứ không ai chú ý vô cái màn hình chính mới nha. Quên, bỏ cái thói quen ấy. Màn hình chính chúng ta chỉ nhìn những cái lúc mà chúng ta di chuyển gần để ngón bát thôi, để chúng ta nhìn màn hình chính chúng ta đánh. Còn hầu như xuyên suốt di chuyển hay phám hay ABCG phải nhìn bản đồ con. Đây, chẳng hạn cái phá này này, thằng Nagaroth này. Rồi, chiêu 2, full combo là ra đi, chào em, chết hết các bạn. Đây, tiếp tục này. Thằng nào? Thằng từ Violet này, Violet một combo ra đi, chào em. Còn chiêu 2 đừng nghĩ không kịp dùng chiêu 2 anh em ạ, khổ thế cơ chứ. Đấy.
thì cách dùng Kena đơn giản thôi, và mình nghĩ rằng những cái kiến thức ở trong cái clip này sẽ giúp tất cả các bạn chơi Kena thật tốt. Và mình xin chúc các bạn chơi Kena mùa 21 này leo đánh thật thành công, và hẹn gặp ở các bạn ở những clip khác. Và tất cả bạn em mãi yêu, bye bye. Life's gonna eat 'em, make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. Don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis.